Xin chào mọi người đã đến với cả livestream trực tiếp của thẩm mỹ Dr. D. Bây giờ thì chúng tôi livestream giới thiệu với các bạn một ca đang thực hiện nâng mũi S-line Sergiform tại thẩm mỹ Dr. D. Các bạn có thể xem quá trình bác sĩ điêu khắc, gọi là khắc cọt lại cái chất liệu trước khi mà đặt vào mũi của khách hàng, cũng như là sẽ nghe những cái chia sẻ của bác sĩ về trường hợp những khách hàng nào thì nên thực hiện nâng mũi S-line Sergiform tại thẩm mỹ Dr. D mọi người nhé. Vâng, xin chào ekip các bác sĩ ạ. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang ở trong ca phẫu thuật nâng mũi S-line Sergiform. Chúng tôi đang sử dụng cái chất liệu Sergiform và bản tôi cũng đang tạo hình lại cái chất liệu để sao nó phù hợp với cả từng khách hàng một và đối với khách hàng này cũng vậy. Khách hàng có cái sống mũi có cái đầu mũi cũng tương đối rồi, tuy nhiên thì cái sống mũi rất thấp và khách hàng mong muốn nó tự nhiên nhất có thể. Chúng tôi đã sử dụng cái phương pháp mà nâng mũi S-line Sergiform, tức là kết hợp sử dụng cái chất liệu Sergiform và bọc cái đầu mũi bằng cái chất liệu Megalum để tạo cái dáng mũi cho khách hàng này. Đấy. Thì cái chất liệu Sergiform nó chỉ là một cái dạng chất liệu thay thế cho với các chất liệu khác, là có thể sử dụng tụ sườn tự thân, cũng có thể sử dụng chất liệu silicone hoặc cũng có thể sử dụng trung bì mỡ. Nhưng tuy nhiên thì cái chất liệu Sergiform này nó có một cái ưu điểm đấy là cái độ bám dính của nó rất là tốt. Đấy, độ định hình nó rất là tốt. Ngoài ra thì do cái cấu tạo của cái chất liệu này nó khác so với các chất liệu khác, vì vậy mà khi mà đặt vào có ôm nó tạo dáng rất là nhanh. Mỗi khách hàng thì sẽ có một cái chỉ định nhất định so với cả phương pháp làm và có thể là một số trường hợp đặc thù liên quan đến chất liệu nữa. Với những cái trường hợp nào sử dụng chất liệu Sergiform, chúng ta nên sử dụng cái chất liệu Sergiform cho những trường hợp mà nếu chúng ta đặt đơn thuần không tạo dựng đầu mũi, hoặc nếu có sử dụng tạo dựng đầu mũi thì phải sử dụng bằng phương pháp nâng mũi tối trúc. Thì chất liệu Sergiform thì rất là tốt. Còn đây là cái chất liệu cái Megalum mà chúng tôi để bọc đầu mũi. Đấy, chúng ta có thể thấy được bảo quản rất kỹ. Đối với trường hợp này thì chúng tôi đã bóc tách tạo khoang xong, còn hiện tại thì chúng tôi đang phu cái lần mũi là cái đầu mũi lại để cho cái đầu mũi nó gọn nhất có thể bằng kỹ thuật mà chúng tôi phu ở phía phu kín chứ không phải phu mở, tức là không mổ mở ra để phu gọn đầu mũi. Với mỗi một trường hợp khác nhau thì cái cấu tạo mũi khác nhau và cái chỉ định cũng như phương pháp khác nhau, không có trường hợp nào giống trường hợp nào cả. Vì vậy mà các bạn có mong muốn hoặc là muốn tìm hiểu về phẫu thuật nâng mũi hoặc tư vấn mũi thì có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi hoặc là qua thăm khám tại trung tâm thẩm mỹ Dr. Linh để các bác sĩ được thăm khám và tư vấn cho các bạn. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Đây các bạn có thể nhìn, đây chính là cái hộp chất liệu Sergiform mà vừa rồi tôi giới thiệu với các bạn. Đây là cái chất liệu sẽ sử dụng cho khách hàng. Đây, Made in USA. Đây các bạn nhìn này. Đây, sản phẩm này. Có đầy đủ nhãn mác thông tin này. Đó, check này. Đây là hộp chất liệu này, hạn sử dụng này 2020. Đấy, mọi người có thể nhìn này, thành phần đây, mọi người có thể xem. Mọi người có thể kiểm tra nhé, có thể xem cái hộp chất liệu này trước khi mà mình thực hiện nâng mũi. Tại thẩm mỹ Dr. D thì nếu mà các bạn đã biết qua bạn bè hoặc là đã đến cơ sở của chúng tôi thì các bạn có thể biết là tại thẩm mỹ Dr. D thì tất cả các chất liệu mà được sử dụng nâng mũi tại thị trường Việt Nam thì chúng tôi đều có cái mẫu ấy, ở tại cơ sở của chúng tôi để các bạn có thể dễ dàng xem được. Và khi mà trực tiếp tay các bạn ấy cầm nắm sờ kiểm tra cái chất liệu Sergiform, chất liệu Soft Seal hoặc là chất liệu silicone để sử dụng để nâng mũi ấy, thì bản thân các bạn cũng sẽ có những cái ý kiến cá nhân của mình hoặc có những cái sự yêu thích riêng của mình dành cho cái chất liệu nào đấy. Thì các bạn thông qua cái việc chuyên viên tư vấn, thông qua cái sự tư vấn lời khuyên của bác sĩ
cũng như là cái mong muốn và sở thích của bản thân. Đấy, thì mọi người có thể lựa chọn được cái chất liệu để mình nâng mũi nó phù hợp nhất. Phù hợp ở đây là phù hợp với cả cái bản thân cái chiếc mũi của mình, phù hợp với cả cái mức kinh tế mà mình có thể đáp ứng được nữa. Đấy, thế nên là mọi người có thể ghé trực tiếp các cơ sở của thẩm mỹ Dr. D để được các bác sĩ của chúng tôi thăm khám cũng như là tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Hiện tại thì chúng tôi đang có 2 cơ sở tại Hà Nội. Cơ sở 1 là ở tầng 8 Bệnh viện Đông Đô, số 5 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở 2 là ở tại 69 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội mọi người nhé. Mọi người có thể đến trực tiếp các cơ sở của chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào trong giờ làm việc là từ 7:30 sáng đến 7:30 tối thì sẽ được hỗ trợ, sẽ được tư vấn và đặt lịch khám bác sĩ cho các bạn nhé. Ngoài ra thì mọi người có thể gọi điện trước qua số hotline của thẩm mỹ Dr. D. Số hotline ở cả hai cơ sở 1 là ở 0915816869 và số hotline ở cơ sở 2 là 0901696869. Đấy, mọi người có thể gọi trước qua số hotline để khi mình qua thì không cần phải chờ đợi nếu như mà Dr. D lúc đấy đang đông khách quá nhé. Vâng, hiện tại thì bác sĩ của chúng tôi đang tiếp tục vào cái ca phẫu thuật nâng mũi S-line Sergiform. Và khi mà có kết quả thì chúng tôi sẽ cập nhật hình ảnh ở phía bên dưới để cho các bạn có thể xem được nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ kết thúc cái livestream này ở đây. Xin chào và sẽ hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo của thẩm mỹ Dr. D.